Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot Mình là Evelyn, là một Tarot Reader Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những trò bài Tarot và Oracle Nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống Đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và có đấng bảo hộ thiên liêng Và hôm nay một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Tình cuối của bạn là ai? Và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài đây là tụ 1 tụ 2 và tụ 3 ha rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1 Hai xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 1 để xem cái tình cuối của bạn là ai. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 1. Các bạn tụ 1 là những người có khả năng gọi là À, làm mới bản thân của mình ha một số bạn có thể là các bạn đang trong một cái giai đoạn của sự đổi mới bản thân các bạn đang phát triển những cái dự án kế hoạch gì đó mới mẻ hoặc là một vài bạn có thể là các bạn đang tìm kiếm một cái tình yêu mới chẳng hạn và mình thấy trong tình yêu thì các bạn là những người có sự nghiêm túc ha bạn rất là mong muốn có được một cái tình yêu có sự thấu hiểu nhau rồi cùng nhau xây đắp tương lai ha cùng nhau gọi là xây dựng gia đình ha kiểu như vậy và mình thấy có thể là bạn đang có nhiều sự lựa chọn ở đây hoặc là bạn có đang có sự phân dân là liệu những cái ước mơ của bạn nó có trở thành sự thật hay không ha à, tạm thời thì mình thấy có thể là bạn sẽ chú tâm lo cho cái vấn đề tài chính nhiều hơn lo cho công việc cho tương lai của mình và mình thấy các bạn cũng là một người có một sự gọi là cố gắng cân bằng hài hòa và điềm tĩnh nhất trong thời điểm này một số bạn thì có thể là mình thấy các bạn cũng là một người biết suy nghĩ ừ. à, có những cái tiêu chuẩn riêng và bạn không có để cho bản thân của mình ha à, có một sự hấp tấp dội dã để chọn lựa bất kỳ ai khi mà chưa đúng cái mong muốn của bạn chưa đúng cái tiêu chuẩn của bạn ừ. và khi mà bạn yêu ai thì phải có một cái sự cam kết trong mối quan hệ đó thì bạn mới có thể đi lâu dài được ha rồi, để mình xem coi tình cuối của bạn là ai. À, mình thấy đây là một người có thể là họ cũng khá là tập trung vào tài chính như bạn. Nhưng mà có thể là cái người này họ có sự đảm nhận nhiều cái trách nhiệm, nhiều cái vị trí ha. À, đây là một người cũng có khả năng gọi là giữ cân bằng khá là tốt. Họ cũng khá là vui vẻ, hài hước. Và đối tượng này thì mình thấy là trong cuộc sống của họ dù cho mọi thứ như thế nào có khó khăn ra sao ha, có tâm tối như thế nào thì họ vẫn có thể gọi là tìm ra được ánh sáng trong cái bóng tối. Ừ. người này thì họ có sự tiết kiệm ha họ không có dám tiêu xài phong phí đâu à, và có thể là những cái tài sản mà họ gây dựng nên đó chính là cái do cái um, uh, sức lực của họ rất là nhiều và họ có sự trân trọng ha giá trị tiền bạc của mình ừ. trân trọng sức lao động của mình và đây là một người cũng có một cái sự ổn định vững chắc ừ. về kinh tế họ nói chung là họ có tiền có khoản tiết kiệm đó và họ có thể có nguồn lương cũng khá là cao ha người này họ làm việc bất cứ điều gì họ đều cải có một cái sự gọi là chỉnh chu, đều quan sát kỹ lưỡng và có một cái sự gọi là cầu toàn nữa người này mình thấy dường như là họ đã từng trải qua một cái giai đoạn của sự tổn thương hoặc là có sự đổ vỡ trong tình yêu hoặc là đã từng có sự đổ vỡ gì đó trong công việc chẳng hạn và khi mà bạn gặp họ có thể là lúc đó họ cũng đã đổi mới rồi họ không có còn là cái con người cũ nữa ha À, họ đã biết sống tập trung thực tế hơn và lo cho công việc nhiều hơn và có thể là cái người này họ làm chung với nhiều người và cũng được nhiều người ngưỡng mộ về cái tài năng ha cái sự khéo léo và cái sự chăm chỉ siêng năng của sự gọi là um, tinh tế của họ ừ. rồi để mình xem đối với những bạn nữ xem trả bài thì tình cuối của bạn là ai thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại và các bạn nam cũng vậy ha À, mình thấy người này là một người sống khá là tình cảm ừ. và họ thích những người tình cảm ha họ thích những người ngọt nhẹ à, dịu dàng biết suy nghĩ biết quan tâm người khác và đối tượng này mình thấy dường như là họ cũng có trực giác khá là cao ha họ đã từng rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó mập mờ và khi mà họ bước sang một cái giai đoạn mới ha một cái hành trình mới thì họ gặp bạn và người này mình thấy có thể là họ đã um, từng có một cái tình yêu gì đó cũng xây dựng được khá là vững chắc nhưng mà cuối cùng lại không thể đi đến kết hôn Ừ. Và họ có những cái sự gọi là rời khỏi cái tình yêu đó rồi Và ở đây thì có thể là khi mà họ gặp bạn thì họ trở nên cân bằng hơn ừ. Và có thể bạn chính là cái người khiến cho họ trở nên cân bằng ha Người này mình thấy dường như là họ là một người sống kính tiếng và họ cũng là một người có sự gọi là có niềm tin tưởng và ơn trên, ha, có lòng mộ đạo và có khả năng là họ có một cái nguồn tiết kiệm rất là lớn, họ có nhiều tiền đó. Ừ hoặc là họ xuất thân từ một gia đình khá là gia giáo người này mình thấy có thể là họ có tiền nhưng mà họ có sự che giấu hoặc không có để cho người khác biết ha kiểu như là có thể họ giàu có nhưng mà họ có sự gọi là rất là bí ẩn ừ. à, sống rất là đơn giản rất là bình thường và họ rất là thích đi đây đi đó ngao du sơn thủy và cái đối tượng này mình thấy họ không có thích bị uh, kèm cặp không có thích bị ràng buộc họ thích được tự do được thoải mái uh, họ có một cái sự gọi là phóng khoáng rộng rãi nhưng mà biết uh, sử dụng tiền đúng uh, nơi đúng hướng uh, phù hợp hợp lý ở đây ha và người này mình thấy có thể là họ cũng biết về chiêm tinh học ha. có thể là họ cũng biết uh, về những cái vấn đề liên quan đến tâm linh tinh thần đó họ cũng có thể có sự tìm hiểu ở đây ha và đây là một người uh, có một cái sự uh, À, biết đổi mới bản thân kiểu như là họ không có để tình cũ ảnh hưởng quá nhiều ha họ có sự gọi là rời đi trong một cái khoảng thời gian chữa lành là họ có sự gọi là quên luôn cái những cái tình yêu xưa cũ gì đó ừ. người này thì mình thấy có thể là họ là một người cũng rất là nhiều màu sắc có sự sáng tạo ha và họ có những khả năng tiềm ẩn và chưa được khai phá và có thể là họ sống xa gia đình đó và ở đây mình thấy có thể là nếu như cái người này họ gặp bạn là họ phải di chuyển À, hướng về phía bạn ừ. người này mình thấy có thể là họ có tóc đen ha và có mũi cao nói chung là khuôn mặt của họ cũng nhìn rất là trẻ trung nhưng mà họ có thể là à, có khuôn mặt khá là điềm tĩnh và ít khi cười ha ừ. Ừ. đây là một người có thể là mắt to à, và có sự khuôn mặt thịt một chút ừ. nhưng mà họ rất là cân đối chứ họ không có quá thừa dư cân thừa cân và cái người này một số bạn có thể là quen người nước ngoài hoặc sống hai quốc gia khác nhau, mình thấy là như vậy. Ừ. Người này mình thấy họ rất là thích kiếm tiền ha, kiếm càng nhiều càng tốt. Ừ. Và họ có một cái khoản tiết kiệm cũng khá là dư giả đây. Ừ. Người này thì có thể là ở vẻ bề ngoài thay mang tới niềm vui cho người khác Nhưng mà đôi khi họ có những cái nỗi niềm sâu thẳm gì đó che giấu ha. Ừ thường thì mình thấy họ không có sẽ không thể hiện được cái cảm xúc bên trong ra bên ngoài đâu kiểu như là đôi khi trong lòng họ rất là buồn nhưng mà họ thường tỏ ra là một người khá là bình thản hoặc là khá là mang đến niềm vui cho mọi người kiểu như vậy đây là một người họ có sự gọi là tin tưởng vào ơn trên có thể là họ có đạo cho nên là mình thấy dường như họ có sự cầu nguyện cùng ơn trên rất là nhiều ha và có thể họ cũng đã có một cái sự chứng kiến những cái phép màu gì đó diễn ra trong cuộc sống của họ ừ. và đây là một người nhìn cái thần thái của họ giống như một nhà lãnh đạo vậy đó ừ. à, và cái người này mình thấy có vần trán cao ha và có thể là cũng rất là sáng bóng ừ. và mình thấy khuôn mặt rất là đáng tin cậy ở đây à. và có thể cái người này được thiên thần mang đến cho bạn ha À, đây là đối tượng gọi là um, họ có khả năng vượt khỏi những thử thách trong cuộc sống của mình họ có sự tập trung vào những ước mơ những khát khao hy vọng của họ ha và người này dường như là họ cũng rất là um, có sự uh, tin tưởng ha à, cũng hay có sự kết nối với phật quan âm ở đây ha họ có sự quan tâm người khác có lòng trắc ẩn um, biết giúp đỡ mọi người uh, và biết nhìn cuộc sống này với tình yêu thương um. ở đây mình thấy có thể là một số trường hợp cái người này là một bác sĩ ha hoặc là một người làm trong lĩnh vực chữa lành hoặc là họ có khả năng chữa lành cho người khác họ có năng lượng chữa lành tự nhiên người này họ có cuộc sống của họ có những cái sự thay đổi khá là lớn ừ. họ biết gọi là buông bỏ những cái điều gì đó mà gọi là đã gắn chặt vào cuộc sống của họ ha những gì không còn phù hợp với họ và họ có sự chuẩn bị cho những điều tích cực tốt đẹp đến với cuộc sống của mình và đây là một người có thể là họ cũng có những cảm xúc rất là sâu sắc ừ. Ừ, và họ đã từng có những cái giai đoạn cũng rất là tổn thương, đau đớn nhưng mà họ đã vượt qua được rồi ha? Và họ có sự cảm thông cho người khác à, Họ có thể vượt qua chữa lành và thậm chí họ có khả năng cho người khác những cái uh, lời khuyên rất là đúng đắn ha? Giúp cho người ta gọi là vực dậy tinh thần đó. Và khi cái người này gặp bạn thì có khả năng họ có sự yêu bạn à, Thậm chí có thể là yêu từ cái dành đầu tiên ừ. đây mình thấy cái người này khi yêu bạn họ có sự trung thực ngay thẳng nha ừ. à, họ đem đến niềm niềm vui nụ cười cho bạn và họ và bạn cũng chính là cái người đem đến niềm vui nụ cười cho họ à, mình thấy dường như là các bạn sẽ có những cái hiểu lầm ở cái phút ban đầu cho nên các bạn cũng có những cái sự tranh luận với nhau có thể là à, khi mà các bạn kết thúc những mối quan hệ cũ xưa gì đó thì có thể là bạn vẫn còn mang những cái niềm ám ảnh và cả người này và bạn đều có những vấn đề ha. nhưng mà hai người có thể là có tranh luận nhưng mà các bạn có thể giải quyết trong êm thấm trong hòa bình ha các bạn có sự trân trọng nhau biết suy nghĩ ha ừ, biết nhìn nhận bản thân và biết gọi là uh, tha lỗi cho nhau à, và cái người này thì mình thấy có thể là họ cũng rất là thoải mái họ rất là phóng khoáng nói chung là họ rất là chiều chuộng và yêu thương bạn ha ừ, họ cảm thấy như là để gặp được đúng cái người gọi là thật sự chân thành thật sự chung thủy với họ và ở đây mình thấy có thể là họ cũng hay ngủ mơ thấy bạn hoặc là họ có những cái uh, sự như là tình yêu này họ cũng để yên cho bạn họ cũng không quá gọi là khiến cho bạn mệt mỏi đâu ừ, họ cũng có quan tâm đến giấc ngủ đến cuộc sống của bạn và họ có sự rõ ràng trong cái tình yêu này ha, họ có một cái sự thẳng thắn và trung thực trong cái tình cảm này họ nói lên những cái điều gọi là đúng đắn ha, nói chung là họ yêu bạn họ nói ra những sự thật ừ, và họ có sự rõ ràng họ có sự quyết đoán họ có sự dứt khoát và bạn là cái người duy nhất trong cuộc sống của họ à, và họ sẽ đưa cái mối quan hệ này được công khai thậm chí có khả năng khi quan bạn họ sẽ nói với những người khác chứ họ không có để cho bạn trong cái mối quan hệ mập mờ À. và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ cũng có một cái sự um, công bằng đối với bạn, biết nhìn nhận những cái điều không đúng với bản thân và biết xin lỗi bạn. Nếu như họ sai, ha. Ừ. và họ cũng cần một cái điều như vậy, họ cần cái sự bình đẳng giữa hai bạn hơi bên. À. cái người này họ sẵn lòng làm những cái điều bạn thích, ha. nói chung là họ rất là dễ dàng với bạn đó. Ừ. Rồi, để mình xem coi đối với những bạn nam xem cho bài thì tình cuối của bạn là ai ha. Người à, chưa để đối với bạn nữ xem cho bài à, mình thấy dường như cái người này á, đối với những người bên ngoài thì họ rất là lạnh lùng nhưng với bạn thì họ hay cười ha. Ừ, bởi vì bạn đem đến cho họ có sự ấm áp và niềm vui á. Rồi, à, tình cuối của các bạn nam xem trả bài là ai. Mình thấy đây là một người rất là thích giúp đỡ mọi người, thích chia sẻ, thích cho đi. À, và có thể họ cũng uh, làm những công việc liên quan đến kinh doanh liên quan đến uh, vàng bạc đá quý gì đó ừ. hoặc là họ thích mua sắm người này uh, mình thấy dường như cuộc sống của họ có những cái sự thay đổi rất là lớn khi mà gặp bạn là có thể cuộc sống của họ đang bước vào cái bước ngoặt mới một cái chu kỳ mới ha, và có sự rạng rỡ hơn tích cực hơn và cái người này họ là một người luôn hướng về phía trước ha, luôn hướng đến những cái suy nghĩ tích cực lạc quan và họ có khả năng lan tỏa cái ánh sáng cái sự ấm áp này cho mọi người và có khả năng cái người này khuôn mặt họ rất là sáng sáng rực rỡ ha hoặc là nhìn họ là biết người thông minh ừ. cứ như vậy cái người này mình thấy dường như họ đã đã từng trải qua giai đoạn rất là cô đơn trống trải có thể là họ đã từng bị bỏ rơi trong tình yêu à, bị phụ bạc hoặc là họ đã từng rơi giai đoạn có sự thiếu thốn tài chính ừ người này mình thấy dường như họ rất là cô độc ha ừ. mặc dù có thể là họ cũng rất là thích kết nối mọi người thích giúp đỡ mọi người nhưng mà dường như là cái người này họ có một cái nỗi niềm gì đó và luôn cảm thấy có một cái sự trống trải ở đây và dường như mọi thứ trong cuộc sống của họ họ đều phải tự giải quyết một mình cũng có những người giúp đỡ hỗ trợ cho họ nhưng mà cái người này mình thấy họ có cái tính độc lập ừ. và mình thấy đây là một người rất là hăng hái ha rất là nhiệt huyết nhanh nhẹn và tiến về phía trước một cách mạnh mẽ rất là chăm chỉ và cái người này thì mình thấy họ đầy lửa ha đầy sự cố gắng Người này có thể cũng có nhiều người theo đuổi ha. À, mình thấy có thể là họ là một người có quyền năng, có sức mạnh, họ là một người giống như là một cái nam châm hút những cái điều tốt đẹp đến với họ khi mà họ có sự thay đổi bản thân của mình và bắt tay vô hành động cho những cái ước muốn của họ. Ừ. Cái người này mà cái thời khắc mà cuộc sống của họ có sự thay đổi mạnh mẽ nhất đó là lúc mà họ gọi là thiếu tiền á. Lúc mà họ không còn tiền bạc hoặc là sự nghiệp của họ không có thành công hoặc là có sự bấp bênh thì lúc đó họ mới sáng mắt ra và họ có sự bắt tay vô hành động những cái việc mà họ thực sự thích họ phát triển nó kiểu như vậy và đây là một người rất là yêu thiên nhiên môi trường ha họ cũng là một người có rất là nhiều nhiều đam mê trong cuộc sống ừ. họ có thể là một người rất là thu hút rất là sexy rất là quyến rũ à, và mình thấy có thể là um, cái đối tượng này họ có đôi mắt rất là đẹp đôi mắt hơi to một chút ha. nhưng mà rất là có thần và ở đây mình thấy có thể là họ có môi trái tim mặt hơi thõng ừ và có thể khuôn mặt của họ cũng hơi có nhiều tâm sự vào wow. ở đây mình thấy người này thì họ có thể là họ đạo phật ha hoặc là họ cũng có sự gọi là tỉnh thức ở đây ha họ có sự nhận thức sâu sắc về cuộc sống về cuộc đời này à. và họ có sự tin tưởng và tiếng nói bên trong họ có trực giác khá là cao ừ. có thể cũng hay đi chùa rồi đó ha ừ. người này mình thấy có thể là họ nhìn rất là giống um, uh, những người gọi là con um, nhà lành nói chung mà vậy nói chung nhìn họ có sự gọi là thần thái thanh khiết thuần khiết thanh tao ha uh, người này mình thấy họ trong lòng của họ luôn mong muốn khát khao có một mái ấm gia đình riêng ha và cái người này uh, mình thấy họ có một cái sự gọi là yêu thương gia đình người thân và có thể công việc của họ liên quan đến internet ha à, hoặc là họ hay lên trang mạng tìm kiếm thông tin học ngoại ngữ hoặc là có sự kết nối với thế giới có bạn bè quốc tế gì đó hoặc là có thể là bạn các bạn quen nhau môi trường à, mạng ha à, kết nối mạng với nhau hoặc là online, yêu online gì đó và đây là một người rất là trung thủy à, họ là một người bạn rất là tốt là một người bạn rất là trung thành tận tụy với những người xung quanh à. Và có thể trong từ cuộc sống của họ họ cũng cần cái sự chung thủy và có thể họ cũng rất là thú cưng đặc biệt là loài chó ha. Ở đây mình thấy có thể là cái người này khi mà họ gặp bạn thì có thể là họ đang trải qua cái giai đoạn tâm tối phòng ngừa phòng ngừa bảo vệ bản thân của mình trước những cái biến cố ha. họ có khả năng khi gặp bạn là lúc đó họ đang có sự tổn thương mất mát một cái tình yêu như nào đó Ừ, bị chạm đáy nỗi đau, bị kiệt quệ, kiệt sức ừ. Và khi mà gặp bạn là lúc đó Họ đã có một cái sự gọi là đang cố gắng Vượt dậy bản thân của mình, cuộc sống của mình Và vượt dậy tâm hồn của mình ở đây Điều này là một người thực tế Họ có khả năng là tiền bạc cũng rất là tốt ha? Một người vững chắc và truyền thống ừ. và khi mà quen bạn có thể là cái người này họ cũng rất là sợ bị bạn gọi là gây tổn thương cho họ ha. nên cho nên mình thấy dường như là họ yêu nhưng mà họ cũng sẽ có một sự tự lo cho bản thân của mình tự mình kiếm tiền chứ họ không có sống phụ thuộc vào bạn ha, họ rất là sợ cái sự gọi là bị uh, bị hớ ha, kiểu như vậy ừ. và đây là một người họ có sự kiên nhẫn kiên trì với bạn nha À. thấy có một số bạn nam ở đây á kiểu như là um, có một vài bạn dường như là các bạn sẽ uh, khi mà kết thúc một cái tình yêu gì đó mà nó rất là nghiệt ngã rồi ha bạn tổn thương sâu sắc và bạn không có muốn quen ai hết ha. thì đó là cái tình cuối của bạn kiểu như là các bạn có sự độc thân các bạn không có quen ai hết ừ. có một vài bạn mình thấy là như vậy ha có chừng uh, 10% phần ừ. trăm cái đối tượng nữ này khi mà yêu bạn mình thấy họ cũng nhiều nỗi sợ nhưng mà họ cũng cố gắng khắc phục ha và kết thúc những cái nỗi sợ này ha để cố gắng có được một cái sự cam kết với bạn và họ cũng có sự hy sinh trong cái tình yêu này và ở đây mình thấy có thể là họ có sự chờ đợi bạn rất là nhiều và mình thấy có thể là họ cũng sẽ rút kinh nghiệm cho những cái đợt trước họ sẽ có một sự phòng ngừa Uh, và có sự thực tế hơn, có sự trưởng thành hơn để không gây ra những lời nói gì đó tổn thương cho bạn. Khiến cho họ có sự hối hận như những cái tình yêu trước ha, chẳng hạn vân vân. Đây là một người cũng rất là yêu màu sắc ha và nhìn nhìn họ rất là quý phái, sang trọng và có sự gọi là uh, có tiền có bạc đó. Họ có sự độc lập. Ở đây một số bạn có thể là các bạn là chu lớp của nhau ha, tình cuối của bạn là chu lớp của bạn ha, là cái người đem đến cho bạn cái sự lãng mạn nhất, ngọt ngào nhất, ấm áp nhất. Ừ. Và tình yêu này rất là đặc biệt ha, đôi khi có thể những cái mối quan hệ khác sẽ không thể so bì được với tình yêu này. Và mình thấy thì có thể là cái người này với bạn có những cái sự cảm xúc hóa học với nhau rất là mạnh mẽ, các bạn giống như nam châm hút nhau khi mà các bạn ở gần nhau vậy đó. Ừm các bạn thu hút nhau rất là nhiều, đặc biệt là mình thấy khi mà các bạn nữ trở nên thu hút hơn, tập trung vào cái uh, bản thân của mình và yêu thương giá trị của mình cũng như là có một cuộc sống uh, tích cực hơn thì lúc đó bạn rất là uh, dễ thu hút những cái tình yêu uh, tuyệt đẹp đến với các bạn. Uhm. Just cái tình yêu này phải có niềm tin nha. Cái tình yêu này mà không có niềm tin thì đôi khi có thể các bạn cũng gây ra những sự tổn thương nhau đó. Ừm. Uhm và đặc biệt cái người nữ phải là bạn nam phải đảm bảo sự an toàn để cho bạn nữ nó có sự giữ vững vững cái niềm tin để tình yêu này nó có sự phát triển thăng hoa và hạnh phúc nha ừ. rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó xử nữ bạch dương tự giải bảo bình sư tử Xong tử Mình thấy cái tình yêu này các bạn cần phải có sự cân bằng Với sự cho đi và nhận lại đó Đừng để cho người yêu của bạn tủi thân Hoặc là uh, khi mình nhận được tình yêu Mình cũng phải biết trao đi tình yêu cho người yêu của mình ha. Hoặc là bạn cho đi Cũng phải có sự cân bằng ha. Đừng gọi là trao đi quá nhiều uh, Hoặc là Đừng gọi là Phụ thuộc quá nhiều, hãy biết cân bằng một chút thì tình yêu này mới thành công được, nó mới hạnh phúc được Mặc dù có thể là chu lớp nhưng mà đôi khi một số bạn là sẽ thành công hay không là do cách bạn cư xử Các bạn gọi là yêu ha, yêu trong cái sự tỉnh thức ha, cái sự cố gắng gì nhau phát triển ừ. Còn nếu các bạn yêu không đúng cách thì rất là dễ dàng, nhiều khi một số bạn sẽ có sự xa rời mãi mãi Ừ vũ trụ mang các bạn đến với nhau nhưng mà các bạn sẽ là cái người viết lên cái câu chuyện tình yêu này có thành công hay không là do các bạn ha rồi mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó có à, chữ cái trong tên cung hoàng đạo rồi ha chữ cái trong tên chữ khuya chữ a tờ b phở chữ v w b k rồi mình xin kết thúc các bạn tụ một ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn hai xin chào các bạn tụ hai bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ hai để xem coi tình cuối của bạn là ai và đây những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 2 Các bạn tụ 2 là những người có những cái sự thắng lợi thành công gì đó trong cuộc sống của bạn rồi Và các bạn rất là thích đi du lịch ha à, Các bạn thích một cái sự thoải mái tự do Các bạn là những người có tính kỷ luật bản thân rất là tốt để tạo nên cái thành công cho chính mình và các bạn cũng là một người có một cái sự gọi là yêu đương, lãng mạn, ngọt ngào ha Là những người có một sự tin và định mệnh và có thể cuộc sống của bạn đang có sự gọi là xây vận theo định mệnh ha bạn là một người cũng biết xác định con đường hướng đi mục tiêu cho tương lai của mình bạn không có thích sống phụ thuộc vào người khác bà bạn đúng là một người biết suy tính mình thấy ở đây các bạn đang rất là nỗ lực kiếm tiền ha chăm chỉ kiên nhẫn kiên trì và các bạn cũng là một người có sự cân bằng các bạn đang trong cái quá trình của sự hồi phục về sức khỏe về năng lượng gì đó của bạn À, và bạn có thể là một người biết nấu ăn ha. Một số bạn ở đây thì có thể là bạn là một người có sự gọi là cố gắng cân bằng và tiết chế. Tránh gây ra những cái sự tổn thương người khác. Ừ. Và đồng thời có thể là cuộc sống của bạn cũng có rất là nhiều sự lựa chọn ha. Một vài bạn có thể các bạn cũng phải trải qua một vài mối tình thì các bạn mới có thể gọi là trở nên trưởng thành hơn, các bạn mới có thể yêu đúng cách được. À và mình thấy mỗi cái mối tình của bạn khi mà có sự kết thúc là nó bước sang cái bước ngoặt mới bạn luôn có sự gọi là thay đổi lột xác khá là nhiều lần ở đây và mình thấy dường như các bạn có sự yêu thương bản thân của mình ha qua những cái biến cố thì bạn lại có một cái sự yêu bản thân mình hơn mà có sự tập trung để nâng cấp bản thân của bạn trở thành một người độc lập hơn ừ. rồi để mình xem cái tình cuối của các bạn là ai à, mình thấy đây là một người có thể là họ khá là vui tính hài hước ha hoặc là cái người này mình thấy dường như họ cũng rất là thích đi du lịch thi phóng phá ừ, thích du ngoạn được người này thì có thể là họ cũng là một người cân bằng như bạn họ cũng có khả năng làm ra tài chính khá là tốt ha đây là một người họ khi gặp bạn có thể là họ đã bắt đầu một cái chương mới cuộc đời của mình rồi ừ. người này là một người thích phiêu lưu ha. thích mạo hiểm và đây cũng là một người có một cái tinh thần tự do ha không có thiết bị kèm cặp ừ. người này thì mình thấy họ là một người khá là vững mạnh khá là chủ động trong cuộc sống ha là một người có sự cứng cỏi ha mạnh mẽ kiên cường ừ. và ở đây mình thấy có thể là họ cũng có rất là nhiều sự lựa chọn hoặc là họ có một cái công việc mà mình thấy người này họ rất là có tài năng nói chung là họ có kiến thức sâu rộng ha có thể là họ cũng làm việc lâu năm rồi cho nên mình thấy dường như là họ cũng đảm nhận cái vị trí như là hướng dẫn chia sẻ hỗ trợ người khác hoặc là đây cũng là một người luôn cố gắng là lắng nghe lời khuyên của người khác ha. người này họ có thể là thích ở ngoài thiên nhiên À, và đây là một người có thể họ đã từng có những cái sự mất mát hoặc là trong cuộc sống của họ cũng có những cái sự tranh cãi, mâu thuẫn hoặc là luôn có những cái cạnh tranh gì đó ở đây. Ừ. Và Họ luôn cố gắng cân bằng để bản thân của mình không quá nóng tính. Bởi vì mình thấy dường như họ cũng là một người có sự hơi bị nóng tính, hơi bị uh, kích động ha. Ừ. Và có thể họ cũng hay bị người khác gọi là uh, công kích họ bằng lời nói á rồi để mình xem đối với những bạn nữ xem trả bài tình cuối của bạn là ai ha à, thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha rằng mình thấy tình cuối của các bạn nữa xem trả bài là cái người mà bạn ước mơ á, ừ. cái người bạn ước mơ sẽ trở thành sự thật <laughs> kiểu như vậy và cái người này cũng khá là nổi bật, ừ. họ có khả năng được nhiều người biết tới hoặc khá là nổi tiếng ừ. và đây là một người có thể ước mơ của họ cũng trở thành sự thật kiểu như là họ có sự cái thu hút bạn vào trong cuộc sống của họ và bạn cũng như vậy, ừ. à, ước mơ lớn gặp nhau, <laughs> người này làm việc rất là nhiều nha. Ừ. À, họ là một người có đảm nhận nhiều trọng trách ha, nhiều cái vấn đề quan trọng hoặc là có khả năng đây cái là một cái người gọi là họ cũng biết lo cho uh, gia đình người thân hoặc là họ có thể là con trưởng nữa ừ. người này là một người có khả năng sáng tạo ha, à, có khả năng làm chủ tinh thần làm chủ cuộc sống của mình là một người có khả năng thiên biến dẫn quá hoặc là họ là một người có sự gọi là um, điều chỉnh hoặc là quản lý một cái hệ thống nào đó ha ừ và đây là một người có khả năng dùng được hấp dẫn rất là tốt và mình thấy cái người tình cuối này của bạn họ sẽ là chồng của bạn đó hoặc là cái đối tượng này có thể là họ đã từng gọi là rơi mối quan hệ gì đó mà không có kết quả hoặc là lãng ly gì vân vân và đây là một người họ có cái sự sáng suốt họ có trách nhiệm họ có một cái sự làm việc một cách chỉnh chu có kế hoạch có sự gọi là rõ ràng ha biết phân tích mọi thứ một cách vững chắc nhất và cái người này thì mình thấy họ là một người cũng có địa vị nhưng mà họ sẽ uh, luôn cố gắng hơn nữa chứ họ không có gọi là ngủ quên trong chiến thắng đâu họ cũng rất là nỗ lực sáng tạo và họ cũng rất là thích gọi là đi đây đi đó trải nghiệm cuộc sống có thể là họ cũng có nhà có xe ừ, mình thấy là như vậy ha và cái đối tượng này thì mình thấy họ rất là khỏe khoắn ha họ không có dư cân đâu cái người này dường như họ có tập gym hay gì đó hoặc là uh, mình thấy họ có cơ bắp đó ừ. Và đây cũng là một người có thể là họ rất là yêu thương cha mẹ Hoặc là có thể là họ rất là giống ba của họ nha à. Người này mình thấy là họ rất là nam tính, họ rất là manly luôn ừ. Đây mình thấy có thể là cái đối tượng này là một người thích bảo vệ cho người khác ha Và họ khi yêu bạn họ sẽ bảo vệ bạn Ừ À, và ở đây thì mình thấy có thể là họ cũng là một người có sự tin tưởng vào bạn Và họ cũng là một người rất là đáng tin cậy đó ừ. Người này mình thấy có thể là họ um, Họ trẻ hơn tuổi à, Hoặc là có khả năng một số trường hợp ngược lại Là có thể là họ trưởng chạc trưởng thành hơn cái độ tuổi của họ ừ. Đây là một người có thể là họ cũng có những cái bằng cấp cao Ừ À, và họ có khả năng có rất là nhiều cái uh, kiến thức sâu rộng ở đây ha ừ. thậm chí là họ có một cái sự nhận thức sâu sắc về cuộc đời à. và mình thấy dường như họ có sự đảm bảo cho một cái tiến trình gì đó nó nó hoạt động tốt đó. người này thì mình thấy có thể là họ trán họ rất là cao thậm chí có nếp nhăn luôn ừ. trán cao trán dựng vuông ha và đôi mắt thì rất là sâu sắc Ừ. mũi cao kính môi thì không quá dày không quá mỏng bình thường à, và có thể là cái người này có thể hay để râu lắm hoặc là họ cũng có tóc bạc rồi đó ừ. người này có thể là họ có sự tin tưởng vào à, đức phật ha hoặc là đây là một người họ có một cái sự thức tỉnh rồi ha họ có sự nhận thức họ có sự thực tế và có sự trưởng thành rất là cao họ có sự kết nối với bạn rất là nhiều họ tin tưởng vào tiếng nói bên trong của mình tin tưởng vào trực giác của mình họ có sự tín ngưỡng cũng như có to sự tôn trọng các tôn giáo ở đây ừ, một số bạn quen người nước ngoài đó sống hai quốc gia khác nhau và họ có sự um, chấp nhận bạn chấp nhận những cái tính cách những cái sự đặc biệt của riêng bạn ha họ không phán xét họ không phê bình gì hết à, người này có thể họ rất là thích mèo ừ hoặc là mình thấy có khả năng là họ cũng uh, thích nuôi thú cưng hoặc là họ có sự là biết chăm sóc cho bản thân của mình ừ. và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ có một cái nụ cười đẹp họ có hàm răng trắng hoặc là có khả năng là họ uh, thích ăn nước đá ha hoặc và trường hợp cái khả năng cái người này họ có răng sứ vân ừ, vân hoặc là họ thích những cái mẫu người có nụ cười hoặc là có đôi môi đẹp hay là họ thấy bạn là một người có đôi môi rất là sexy đó quyến rũ đó à, ở đây thì mình thấy có thể là họ chính là một cái phần còn thiếu của bạn đó hai bạn giống như là cái sự kết nối mạnh mẽ với nhau về mặt linh hồn ha ừ. có một số bạn thì có thể là bạn đã quen rồi ha hoặc là cái tình yêu này có đã có những cái sự ngắt kết nối chia tay một vài lần á ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ thích ngắm nhìn hình ảnh của bạn ha, và họ thích làm cho bạn vui hoặc là hai bạn có thể là gặp nhau khi mới vừa trải qua một cái biến cố gì đó chưa chia tay tình cũ chẳng hạn cái người này họ yêu bạn rất là nhiều nha ừ. họ có sự yêu thương quan tâm và có sự nâng niu và họ rất là muốn gọi là có tương lai với bạn có một cái sự tươi sáng rõ ràng với bạn và có thể khi gặp bạn là cái người này họ đã có một cái sự gọi là thể hiện tình cảm cho bạn biết luôn ha. Và ở đây mình thấy họ rất là muốn bảo vệ cho bạn nha Một sói ca chính hiệu á Và ở đây mình thấy có thể là họ cũng cố gắng làm việc kiếm tiền ha Để có thể đảm bảo cho bạn một cuộc sống thoải mái Để chứng tỏ cho bạn biết rằng họ yêu bạn như thế nào Và họ có sự công khai cái tình yêu này chứ họ không có che giấu nha Và ở đây mình thấy có thể là họ xem bạn giống như là ánh sáng mặt trời cuộc sống của họ ha Trong những đêm tối á mù mờ thì cuối cùng bạn xuất hiện đem đến cho họ rất là nhiều cái sự rộng ràng ha sự động lực niềm tin để phát triển cuộc sống à, và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng sẽ cố gắng vượt qua những thử thách gian nan để có thể hạnh phúc bên bạn ừ. Tình yêu họ dành cho bạn là cái tình yêu thương Mà có sự quan tâm, có sự tha thứ cho nhau Rồi có sự trân trọng nhau ha Và có sự bền bỉ với bạn nữa ừ. Và ở đây thì mình thấy có thể là bạn là cái người duy nhất trong cuộc sống của họ. Ha? Họ không yêu ai hết ngoài bạn cả. Ừ. À, và họ xem bạn chính là báo vật. Và họ cũng có thể trong tình yêu này họ cũng hơi bận rộn do họ làm việc rất là nhiều. Nhưng mà có thể là họ cũng có sự gọi là nhắn tin qua lại với bạn. ha à, Chia sẻ tin tức với bạn. Ừ. Và họ cũng luôn ngóng chờ tin tức từ bạn đó. Ừ. Và có thể là các bạn có sự chia sẻ hình ảnh cho nhau nữa cho nên mình thấy dường như là các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc mặc dù có thể bận rộn nhưng mà các bạn cũng dành thời gian cho nhau à. rồi để mình xem đó với những bạn nam xem trả bài thì tình cuối của bạn là ai ha tình cuối cuối của bạn nam xem trả bài đây là một người rất là lý trí ha à, nguyên tắc và có sự sắc sảo ha xinh đẹp, cuốn hút và có khả năng họ cũng có cái sự giàu sang hoặc là họ có khả năng làm ra tài chính tốt, cuộc sống khá là trọn vẹn rồi. Và có thể là cái người này họ khi gặp bạn họ mới vừa trải qua một cái giai đoạn hơi tâm tối, một cái cuộc chiến nào đó, sự tổn thương gì đó, họ mới đang trong giai đoạn vượt qua được thì có thể là bạn xuất hiện. À, và đây là một người có thể là họ có sự quan tâm rất là nhiều đến vấn đề sức khỏe ha ừ. và họ có sự gọi là có một cái nguồn nội lực rất là lớn ha một người cứng cỏi kiên cường và quyết liệt ha và không có thích bị người khác hiểu lầm hoặc là đây là một người luôn đấu tranh cho sự thật cho công công chính ở đây ừ. người này họ nói thẳng ha à. và người này họ đã từng rất là đau đớn rất là tổn thương rất là nhức nhói, ha mụn ừ. phiền và ở đây mình thấy cái người này có thể là họ cũng hay thức khuya họ khó ngủ à, hoặc họ đã từng có một cái tình yêu gì đó mà khiến cho cái người này họ họ, họ buồn họ tổn thương rất là nhiều ừ, vô cùng gọi là tiếc nuối và à, có thể là đối tượng đó đã rời khỏi cuộc sống của họ cho nên cái người này họ cũng cố gắng vực dậy tinh thần của mình để um, sống tiếp ha để bước tiếp người này họ rất là thích đi du lịch nhưng mà đôi khi có thể là họ luôn gọi là tìm kiếm cái người yêu thực sự cái người thực sự có thể đồng hành cùng với họ đó ừ, họ không có thích đi du lịch một mình người này mình thấy hình dường như họ cũng có một cái sự khéo tay hay làm đó ừ. có thể là họ uh, có khả năng làm tóc trang điểm hoặc là thắt tóc tết thắt bím rồi đó ha rất là đẹp ừ. họ thích cái sự đa dạng ha người này thì mình thấy đây là một người họ luôn có cái mục tiêu mục đích sống của mình ừ. và họ luôn biết những cái gì mà họ cần phải làm ha họ được hướng dẫn bởi ơn trên và họ có được cái uh, mục đích thật sự của họ trong cuộc sống đó chính là cái sự hạnh phúc ừ. đây là một người có thể là họ ít khi uh, thể hiện cảm xúc ra bên ngoài ừ. họ sống khá là nội tâm và cái người này thì họ có một cái sự chia sẻ những cái món quà những tài năng của mình với người khác một cách tinh tế nhất họ có một sự truyền cảm hứng và tình yêu thương đến cho mọi người ha và có khả năng do cái tần số do cái tình yêu của họ ha cái trái tim của họ có sự gọi là rộng mở và bạn có thể cảm nhận được cái tình yêu đó bạn bị thúc vào cái năng lượng của họ và đây là một người à, họ có một cái sự gọi là thấu hiểu về những kết nối trong cuộc sống ha ừ. hoặc là những cái bài học trong cuộc sống những cái tình huống gì đó họ giống như là được giác ngộ rồi đó. người ừ, này mình thấy dường như là có thể là họ đôi khi có một số trường hợp thì da rám da kiểu da bánh mực, à, một số trường hợp thì da trắng. đây là một người có thể có sự gọi là uh, điện thoại là chính một cái một cái vật bất ly thân của họ, họ có thể hay lên điện thoại À, hay lên mạng hoặc là công việc của họ cần phải tiếp xúc với điện thoại nhiều ừ. hoặc là họ bán điện thoại vân vân ha nói chung là họ có sự hoặc là họ có những kỹ năng kết nối giao tiếp rất là tốt ừ. Họ có sự rèn luyện và phát triển nó đây là một người khả năng là họ cũng thích nhảy hoặc là họ thích khiêu vũ ha à, họ cũng có khả năng là cũng biết uh, tập thể dục để uh, duy trì vóc dáng ừ người này mình thấy có thể là họ có một cái sự gọi là lau sạch lau chùi những cái gì mà không còn phù hợp với họ để làm người rất là dứt khoát ha những gì mà họ cảm thấy không phù hợp nữa không xứng đáng với giá trị của họ không trân trọng họ thì họ sẽ có sự gọi là rời đi cắt đứt ừ. ở đây mình thấy cái người này khi mà đến với bạn có thể là Uh, họ có sự hơi uh, bảo vệ bản thân một chút hoặc họ có sự lo sợ hoặc họ có sự gọi là yêu bạn một cách ổn định vững chắc ha uh, họ có sự gọi là tôn trọng trân trọng cái tình yêu này và mình thấy có thể là khi mà họ gặp bạn á họ cũng ở trong cái giai đoạn của sự tỉnh ngộ nhiều điều rồi biết suy nghĩ rồi ha uh, biết yêu như thế nào là đúng rồi biết uh, tự gọi là uh, xem xét bản thân và thay đổi bản thân uh và có thể là cái người này họ cảm thấy bạn chính là cái người đến ha cái người mới đến tái sinh cuộc sống của họ ha làm cho con tim của họ sống lại có thể họ đã có một cái sự chết đi uh, trong tình yêu lúc trước và khi bạn đến thì mọi thứ có sự gọi là sinh sôi so nảy nở trở lại họ cảm thấy rộng ràng và háo hức hơn từ khi có bạn và họ cũng muốn đem đến cho bạn một cái tình yêu thật sự ngọt ngào mà bạn xứng đáng có được ừ họ cũng có một sự quan sát theo dõi và đánh giá xem xét về cái hành vi của bạn ha cư xử và cái thái độ của bạn à, và có con người của bạn và mình thấy có thể là họ cũng có sự nhắn tin với bạn khá là nhiều đó và họ cũng rất là muốn gọi là xúc tiến cái tình yêu này phát triển ha à, bởi vì có thể là à, người này họ cảm thấy bạn có đầy đủ những cái phẩm chất mà họ mong muốn à, và cái tình yêu này họ cũng có sự chăm chỉ nỗ lực làm việc nữa họ yêu bạn nhưng mà họ không có gọi là gọi là mất thời gian với bạn quá nhiều mà họ sẽ tập trung vào công việc. Họ cũng có sự cố gắng phấn đấu ha hoàn thiện bản thân để có thể kết nối tình yêu này để mong muốn tình yêu này có một cái kết trọn vẹn đó là 10 ly ha. Họ có thể là cái người này họ sẽ kết hôn với bạn đó. Bởi vì họ muốn xây dựng gia đình với bạn mà. Họ cảm thấy bạn rất là nỗ lực trong cái tình yêu này và họ cũng như vậy. Mặc dù là có thể là bạn hơi khô khan một chút nhưng mà cái người này họ chấp nhận ha bạn bởi vì họ cảm thấy bạn là một người rất là an toàn. Ừ, bạn biết nếu giữ họ biết nắm giữ tình yêu này à, và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ yêu bạn và thậm chí họ rất là muốn cái tình yêu này sẽ có một cái cuộc sống giàu có đủ đầy ha à, và có um, con đàn cháu đóng <laughs> mình thấy là như vậy một cái tình yêu viên mãn Very soon, <laughs> một số bạn nghĩ very soon, sớm thôi họ sẽ xuất hiện À, đối với những bạn đã trải qua rất là nhiều gian nan thăng trầm trong tình yêu nha một số bạn là có phải uh, trải qua một số bạn nữ đây mình thấy phải trải qua ba mối tình nghiệt ngã bạn mới gặp được cái đối tượng tình cuối của bạn á ừ, hoặc là tình cuối của bạn là cái mối tình thứ ba hoặc là thứ tư gì đó ừ. mình thấy là sớm thôi uh, họ sẽ xuất hiện và sớm thôi bạn sẽ có những cái um, dấu hiệu tích cực ha trong tình yêu này True lớp các bạn chính là true lớp thật sự của nhau có thể sau nhiều lần gọi là uh, hiểu lầm Ừ. gặp không gặp đúng chua lớp thì đây mới chính là chua lớp thực sự là tình cuối thực sự của bạn và hai người rất là yêu nhau quan tâm nhau và các bạn nam rất là chiều chuộng nâng niu người yêu của mình rất là thấu hiểu và có sự trân trọng người yêu và đáp ứng những nhu cầu mong muốn của người yêu là cái chỗ dựa vững chắc của người yêu ha ở đây này bạn thấy nè ha hai tấm ảnh toàn là cái người nam sẽ là cái người Ở phía xa phía sau bảo vệ cho người yêu của mình quan tâm âu yếm ngọt ngào bạn nữ thì luôn rất là cảm thấy an toàn cảm thấy có sự ngây ngất trong tình cảm này ừ. À, hai ban ban đầu là các bạn nam có sự tán tỉnh các bạn nữ này và các bạn nữ này thì mình thấy có thể các bạn cũng có sự tán tỉnh là các bạn nam này <laughs> nói chung hai bạn cũng rất là hòa nhịp hòa điệu với nhau ha ừ. cái sự gắn kết tâm hồn các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc vui vẻ khi ở gần nhau cảm thấy thoải mái cảm thấy um, được yêu thương ừ, có những cảm xúc lãng mạn và các bạn có cái tình yêu khá là trẻ trẻ thơ trẻ con đó. và khi mà hai bạn đến với nhau là các bạn đã có sự gọi là làm mới làm lại từ đầu cuộc sống của mình rồi ừ. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nổi bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha. Sử nữ. Bọ cạp. Bảo bình, sư tử. Song ngư. Nhân mã. Song tử. Cự giải. Chữ cá trong tên. Chữ L. Chữ K chữ U, chữ B phở, chữ X, M, chữ giờ họ chữ D, chữ O, chữ S. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ hai ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng các bạn tụ 3 để xem coi uh, tình cuối của bạn là ai và đây những cho bài chung may nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng bạn ba. các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người rất là thích mật ong hoặc là bạn đang trong giai đoạn có sự gọi là nâng cấp sức khỏe của mình ha, chú trọng hơn vào bản thân của bạn. Các bạn là những người có một cái nội tâm rất là vững mạnh ha, rất là kiên định và ở đây mình thấy dường như các bạn cũng là một người sáng tạo hoặc một người có khả năng gọi là quán xuyến mọi thứ hoặc là quản lý cuộc đời của mình các bạn có sự độc lập và mình thấy có thể là bạn cũng đã trải nghiệm rất là nhiều điều trong cuộc sống các bạn có sự tinh tế có sự biết nhìn xa trông rộng có sự kỹ lưỡng biết phân tích vấn đề và biết bảo vệ bản thân của mình mình thấy có thể là bạn rất là thích đọc sách thích nghiên cứu thích tìm tòi hoặc là bạn cũng là một người phát triển rất là nhiều ngành nghề gì đó ở đây rồi và mình thấy các bạn rất là lãng mạn, yêu thương và các bạn có thể là đang thu hút một cái tình yêu ngọt ngào đến với bạn. À, mình thấy có thể là bạn cũng là một người đang bắt đầu một cái khởi đầu mới gì đó ha. Một cái sự gọi là tươi vui hơn hoặc là những tin tức tích cực gì đó đang đến với bạn. Rồi, để mình xem coi tình cuối bạn là ai. Tình cuối của bạn tụ ba là cái người này họ đã từng rời khỏi một cái mối quan hệ nào đó cũng uh, mệt mỏi ha. Ừ họ có sự bắt đầu cuộc sống mới ha và bạn chính là cái khởi đầu mới của họ đó đây là một người có thể là họ cũng tin vào những cái điều tuyệt diệu những cái phép màu trong cuộc sống hoặc là họ là một người cũng có một cái sự gọi là thích phiêu lưu thích trong chơi thích đi đây đi đó nhiều thích khung cảnh thiên nhiên và ở đây thì có thể là cái người này họ là một người làm cho nằm trong cái cộng đồng bạn bè đó của bạn hoặc là cộng tác cộng sự gì đó ở đây có thể họ có một sự đoàn kết với mọi người ha làm việc cũng rất là nghiêm túc rất là hăng hái sốc giác đó. người này có thể là họ đã từng rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó cũng khá lâu dài bền vững ha hoặc là đã từng rời khỏi một cuộc hôn nhân không có hạnh phúc quá sự ly dị và đây là một người họ đạt được khá là nhiều thành công thành tựu trong cuộc sống họ hướng về gia đình họ luôn khao khát có một cái mái ấm gia đình hạnh phúc yên vui và ấm áp nhất rồi để mình xem đối với những bạn nữ xem cho bài thì tình cuối của bạn là ai thì các bạn nữ xem cho bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng các bạn nam xem cho bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha mình thấy tình cuối của bạn cũng có thể là chồng của bạn luôn ha cái người này là một người có sự quyết đoán dứt khoát à, lý trí và có khả năng họ làm nhiều cái dự án kế hoạch gì đó hoặc là à, có thể là một người làm bên kiến trúc hay gì đó ha hoặc là một cái người chủ một cái người sếp gì đó ở đây nói chung là họ cũng có quyền hành họ có rất là nhiều trách nhiệm công việc phải làm thậm chí có một số trường hợp cái người này họ làm những công việc mà liên quan đến quốc tế rồi đó ha à, giỏi giang và đây là một người họ luôn có cái sự cô đơn ha họ có sự thiếu vắng cảm xúc hoặc họ có rất là nhiều sự lựa chọn nhưng mà họ có sự kỹ lưỡng họ không có chọn được ai gọi là phù hợp với họ cả ừ. họ có nhiều cái ước mơ ước vọng họ có nhiều cái hoài bão à, một số bạn có thể là quen cái người này rồi ha hoặc là cái người này họ xuất hiện ha, lúc đầu tiên là họ với bạn là bạn bè thôi Ừ, tìm hiểu về nhau nhưng mà họ cảm thấy như bạn đem đến cho họ cái cảm giác rất là thân quen ừ. họ cảm thấy thoải mái an toàn khi thể hiện bản thân ha, thể hiện là chính mình với bạn và đối tượng này thì có thể là họ họ rất là yêu trẻ thơ hoặc là họ có con riêng à, đây là một người rất là hiếu thảo ừ, họ rất là thích những cái giai đoạn gọi là đi đi chơi du lịch ở những cái nơi mà có cái nguồn suối nước mát rồi đó vân vân và người này mình thấy dường như cuộc sống của họ công việc rất là nhiều, đôi khi họ chỉ cần một cái giấc ngủ thôi cũng khiến cho họ cảm thấy hạnh phúc rồi. À, và đây là một người có thể là luôn cô đơn, lạnh giá, <laughs> lạnh buốt con tim ở đây. À, thấy họ sống một mình ha, sống hơi độc lập và hơi đơn độc một chút. Và người này có thể sống ở một cái nơi đó cũng hơi là lạnh lạnh đó ha. Ừ. À, đối tượng này thì mình thấy có thể là họ luôn có sự suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi họ đưa ra bất kỳ quyết định nào. Hoặc là cái người này họ hay ngủ mơ lắm. Ừ. và ở đây mình thấy họ ăn mặc rất là kín đáo rất lịch sự ừ. và có thể là họ tóc đen ha à, mũi hơi cao và có khả năng có râu cũng có râu à, quai nón hay gì đó ha. ừ. người này thì mình thấy có thể là họ khá là cao ráo nhìn rất là ra dẻ của một cái người kiến trí thức một cái người gọi là có quyền hành đó à, có một cái sự gọi là nhìn rất là bảnh trai <laughs> kỹ vậy nhưng mà rất là trưởng thành đây là một người có thể là họ có sự khôn ngoan ha, à, họ biết được cái câu trả lời cho những cái uh, điều mà họ có sự thắc mắc ha. và cái người này họ tin tưởng vào những gì họ biết. người này có thể cái sự đặc biệt của họ, trước đó chính là đôi mắt của họ đó, ha. đôi mắt khá là to tròn, họ đôi mắt biết nói. cái người này có thể là họ có làn da hơi bị sạm nắng một chút. Ừ đây là một người họ có sự nhận thức ha, họ có sự kết nối sâu sắc với um, trái tim của mình ha họ cũng là một người có sự tin tưởng và tiếng nói bên trong của mình nói chung họ có sự tu tập và có khả năng họ đạo phật á. người này thì mình thấy có thể là họ có một cái sự gọi là thích được bảo vệ cho người khác họ, hoặc là họ được ơn trên bảo vệ ừ. họ cũng là một cái chỗ dựa tinh thần một cái người bảo vệ cho những người thân yêu và họ là một người đáng tin cậy họ có khả năng vượt qua bất kỳ giới hạn nào những thử thách nào ha, để vươn tới cái đỉnh cao cái thành công của họ và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ xem bạn chính là món quà trong cuộc sống của họ hoặc là họ hay tặng quà cho người khác hoặc họ hay nhận được quà của người khác vân vân và họ cũng là một người biết sống ở hiện tại ha không có quá mơ mộng hoặc là không có quá nghĩ về quá khứ người này dường như mình thấy họ được ơn trên tổ tiên theo dõi và phù trợ cho họ rất là nhiều ha Mười này họ đối với họ thì gia đình là số 1, ừ, họ yêu thương, họ quan tâm gia đình. À. Và họ có sự gọi là phát triển, có sự vững chắc, có sự kiên cố ha trong con người của mình, không có dễ dàng bị uh, lung lai không có dễ dàng bị thay uh, thay đổi. Ừ. Ở đây mình thấy có thể là khi mà họ yêu bạn mình thấy dường như họ đã có sự kết thúc hoàn toàn một cái mối quan hệ không hạnh phúc rồi ha. Họ yêu bạn từ cái nhìn đầu tiên và khi gặp bạn họ giống như là được gặp được giống như kiểu gọi là à, nắng hạn gặp mưa rào ha Kiểu giống như bạn đến để giúp cho họ sống lại á Họ cảm thấy vui hơn ha và cái người này họ thích làm uh, trò cho bạn cười, thích làm trò ảo thuật hoặc là trong cái tình yêu này thì họ có thể là cũng có một cái sự giữ cân bằng ha giữa công việc và cuộc sống ừ. và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ xem bạn chính là ánh sáng cuộc sống của họ họ có những cái sự bất ngờ gì đó từ bạn ha và họ cũng có nhiều sự lựa chọn nhưng mà họ chọn bạn ừ. và có thể là hai bạn cái người này họ sẽ phải thực hiện một chuyến đi để có thể đến với bạn được hoặc là các bạn cũng hay đi du lịch với nhau à, và cái người này họ hay làm những cái điều gì đó khiến bạn ngạc nhiên có thể tặng quà à, làm cho bạn hạnh phúc vân vân và cái người này họ xem bạn giống như là um, um, giống như một đó hoa hướng dương ha rất là đẹp rất là tỏa sáng rất là tích cực ha và họ chỉ duy nhất có duy nhất một mình bạn mà thôi và cái người này họ rất là trung thủy với bạn họ luôn suy nghĩ đến bạn dù có thể có trong cuộc sống của họ có rất là nhiều những người khác nổi trội hơn bạn nhưng mà họ luôn giữ cho mình một cái sự độc lập một cái sự gọi là um, trung thủy trung thành ha và cái người này họ đem đến công bằng công lý gì đó cho tình yêu của bạn có thể là bạn đã kết thúc một mối quan hệ gì đó bạn có sự trong trên thì các bạn gặp được cái người này và cái người này họ có sự đánh giá cao về cái phẩm chất tốt đẹp của bạn về cái khí chất của bạn và họ muốn cùng bạn bước tiếp trên hành trình tình yêu ha, cùng nhau gọi là um, du lịch với nhau cùng nhau tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên nhau ừ. rồi để mình xem coi đối với những bạn uh, nam xem trả bài thì um, tình cuối của bạn là ai à, mình thấy thể là cái người này họ có nhóm bạn riêng hoặc làm việc trong môi trường đội nhóm bạn bè gì đó ừ. có một nhóm cộng đồng riêng chẳng hạn đây là một người rất là chăm chỉ nỗ lực kiếm tiền ha người này thì mình thấy họ rất là ngây thơ trong tình yêu một người luôn uh, khao khát hy vọng có một cái tình yêu thật là đẹp ngọt ngào họ đã từng rời khỏi một cái mối quan hệ gì đó rồi ha đã từng tổn thương đã từng đau đớn hoặc là cái người này trong tình yêu cũng hay bị lo lắng cũng hay bị mắc kẹt lo lắng cái chuyện người thứ ba sợ <laughs> Và mình thấy dường như cái người này là cái người mới của bạn à, Nói chung là bạn phải kết thúc một cái tình yêu gì đó rồi Bạn mới có thể gặp được cái người này ha ừ. Và có thể đôi khi trong lúc mà bạn cảm thấy mất phương hướng nhất Thì cái người này họ lại xuất hiện ha Đem đến cho bạn cái sự gọi là yêu đương trở lại Ngọt ngào trở lại Và ở đây mình thấy có thể là họ với bạn là uh, Làm việc chung hoặc là chung nhóm cộng đồng Hoặc là bạn bè gì đó ở đây Hoặc được ai đó giới thiệu á Người này có thể là họ có kiến thức ha, họ có thể là rất là thích giúp đỡ cho mọi người, thích chia sẻ cho mọi người, giúp cho những cái mối quan hệ có sự gắn kết, có sự gắn bó Và cái đối tượng này họ có đạo cho nên họ cũng rất là thích đi nhà thờ, họ đi chùa gì đó ở đây ừ. nói chung mấy người này là một người cân bằng ha à, Họ là một người có bằng cấp cao, ừ. thông minh và có khả năng tiếng nói của họ cũng có tầm ảnh hưởng đến người khác Ừm người ta có thể rất là thích họ ha rất là thích nghe họ nói hoặc họ có sự tự tin thể hiện trước đám đông à, những cái mong muốn những cái kiến thức của mình và đây là một người có khuôn mặt rất là khí chất ha rất là mình thấy khá là đẹp đó đôi mắt thì to tròn hơi dài một chút mũi thì à, cũng vừa vừa ha môi thì có thể là môi trái tim trán thì rất là trán rất là rộng Càm thì càm tròn da thì có thể là da trắng hơi trắng một chút và tóc thì có thể là tóc xăng nhẹ đây là một người mình thấy dường như họ có sự chấp nhận và họ có một cái tình yêu rất là thiên liên kiểu như họ yêu họ yêu hết mình họ yêu chân thành ha và có sự hy sinh trong tình yêu và khi gặp bạn là họ đã có một cái sự cân bằng với sự cho đi nhận lại trong tình yêu rồi và họ cũng rất là khao khát được cái điều này ừ. và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này cũng là một người họ có một cái sự nhận thức ha rõ ràng họ có sự gọi là hiểu được những cái kết nối hoặc là những cái ý nghĩa trong cuộc sống ừ. những cái tình huống những cái bài học trong cuộc sống và đây là một người có thể là họ cũng biết um, rất là sexy, quyến rũ cuốn hút trong tình yêu, họ rất là có thể là cái nguồn năng lượng của họ rất là thu hút ha, um, thu hút người khác giới rất là mạnh. Và cái người này trong tình yêu thì họ có những cái sự đam mê mãnh liệt ha, có sự cao trào ha? khi mà gặp đúng người rồi đó. Nhưng mà họ luôn giữ cho mình cái sự bình tĩnh. người này mình thấy có thể là họ có sự gọi là có nghề nghiệp hoặc là họ có sự gọi là trân trọng với công việc của mình người này có thể là họ rất là tin tưởng vào ơn trời và các thiên thần hoặc chính họ là cũng là một người mang cái nguồn năng lượng thiên thần ha à, họ thích uh, xem điện thoại hoặc là họ họ thích xem điện thoại hoặc là họ hay làm việc liên quan đến điện thoại là nhiều à, và cái điện thoại chính là cái vật bất ly thân của họ ha và cái người này thì mình thấy có thể là họ bán điện thoại chẳng hạn vân vân họ là một người có khả năng gọi là luyện tập pha rèn luyện kỹ năng ăn nói giao tiếp của mình ừ có sự đánh bóng bản thân của mình ha, phát triển người này mình thấy họ cũng biết cách ăn mặc cho nên là họ ăn mặc cũng rất là thời thượng hoặc là uh, rất là um, cuốn hút người khác ừ. ở đây mình thấy khi mà cái người này họ đang cảm thấy tổn thương đau đớn nhất nhức nhói nhất thì có thể là bạn xuất hiện uh, và họ có sự gọi là rất là uh, trân trọng cái tình cảm của bạn dành cho họ và họ cũng có sự cho đi trong cái tình yêu này uh. và hai bạn có sự nhắn tin quay lại với nhau và đôi khi có thể lúc đầu uh, cái người này họ có sự nghi ngờ bạn ha cho nên cũng có những cái điều gì đó chưa rõ và đôi khi cũng có những cái sự gọi là uh, hơi gây hấn với bạn hoặc là hơi có sự tranh cãi uh, nhưng mà mình thấy dường như cái người này họ cũng biết nhìn, nhìn nhận bản thân cũng biết uh, gọi là nhìn ra cái điểm sai của mình cũng biết khắc phục uh. và ở đây mình thấy có thể là cái người này họ cũng biết nhận lỗi và ở trong cái tình yêu này thì có thể là cái người này họ cảm thấy các bạn cũng có một cái sự cân bằng với nhau ha và họ cũng rất là muốn gọi là thúc tiến cái tình yêu này nó phát triển ha ở đây mình thấy là có thể là cái người này do họ còn có rất là nhiều vấn đề chưa được giải quyết cho nên là đôi khi yêu bạn thì họ hay bị lầm tưởng hoặc là lo sợ hoặc là có những cái nỗi nỗi sợ nó lại dấy lên trong họ một lần nữa họ hơi mù mờ ha nhưng mà họ cũng có một sự phấn đấu để có thể đấu tranh với cái nỗi buồn nỗi lo nỗi sợ đó để có thể có được một cái tình yêu thực sự phù hợp với bạn á kiểu vậy điều này có thể họ rất là sợ làm cho bạn đau ha bởi vì có khả năng trong quá khứ họ với một người yêu nào đó đã từng đau đớn từng gây hấn với nhau cuối cùng không có kết quả và họ có khả năng cũng nhận ra cái cái điểm đó của mình rồi cái cái sự gọi là khuyết điểm của mình rồi cho nên là khi khi yêu bạn họ cũng lo sợ họ cũng đấu tranh rất là nhiều ha và ở đây mình thấy có thể là họ thấy rằng bạn cũng là một người biết lo cho tương lai, biết xây dựng tương lai, cũng biết gọi lên kế hoạch cho tương lai cũng là một người đem đến niềm vui cho họ, là một người có sự đa tài đa nghệ, cho nên có thể là cái người này họ cũng muốn có một cái bước tiến xa với bạn và ở đây thì có thể là mọi thứ thì họ để xem cái cách bạn giải quyết, bạn vận hành cái tình yêu là như thế nào, họ có sự gọi là ngóng trông chờ đợi bạn ha hai bạn mối quan hệ này có liên quan đến sự nghiệp tài chính khá là nhiều ừ, có thể các bạn rất là bận rộn ha và hai bạn luôn khát khao có nhiều thời gian dành cho nhau hơn khi ở gần nhau các bạn cảm thấy rất là hạnh phúc ha cái đứa trẻ của bên trong của bạn nó cảm thấy vui mừng cảm thấy háo hức cảm thấy phấn khởi à, và có thể ở đây có thể là các bạn có những cái sự khác biệt gì đó với nhau ừ, khác cái tiêu chuẩn là mong đợi gì đó nhưng mà mình thấy dường như là khi mà gặp nhau thì các bạn kết nối với nhau cũng rất là mạnh mẽ có sự tán tỉnh qua lại và cái trái tim của bạn nó có sự gọi là giao vui khi mà gặp nhau ừ. một vài bạn có thể là do à, các bạn à, khác xa về à, phong tục tập quán khác xa về đạo ha hoặc là khác xa về quốc tịch hay gì đó vân vân có một cái điều gì đó mà chưa đúng với tiêu chuẩn của bạn nhưng mà các bạn cảm thấy có thể hài hòa được với nhau ừ. à, ở đây mình thấy có thể là cái tình yêu này cần phải yêu bản thân mình trước thì cái tình yêu này nó mới gọi là có một cái sự trân trọng cái đối tượng của bạn và các bạn mới có nhiều cái sự lãng mạn ngọt ngào được Ừ. Còn bạn chưa yêu bản thân thì rất là dễ Có những cái tình yêu mà mệt mỏi Căng thẳng giữa đôi bên đó Rồi ừ. ở đây mình thấy có thể là các bạn sẽ có những cái sự rất là đê mê trong cái vấn đề gọi là tình ái với nhau Hoặc các bạn chính là cái khởi đầu mới của nhau đó ừ. Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó ha Market Song tử Kim ngưu sông ngư Bò cạp thiên bình cự giải có một số bạn chọn luôn tụ 2 với tụ 3 đó rồi chữ cái trong tên chữ y ngắn chữ s chữ e chữ e <laughs> chữ y dài chữ a chữ g chữ bờ N chữ F ha. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn.